cái câu trả lời của sư Minh Tuệ đối với một người mà hỏi ngài ơi ngài có thấy mình là tu thành Phật không, thì ngài nói là thấy có. Là tôi đã thấy từ trong tiềm thức rồi. Yeah. À, thì mình mới thấy được là qua nhiều kiếp ngài đã có tu. Đối với chúng ta đó là những người mà thực hành theo chân nghĩa của Đức Thầy dạy, đó là sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy nhớ lời đường sai. Phải thực hiện cái phương pháp mà tu cầu, là sớm chiều mình phải lễ bái. Đối với người cư sĩ tại gia phải hai thời căn bản. Yeah. Còn nếu mà mình siêng năng nữa thì ba thời, có khi là bốn thời. Yeah. Đó, nguyện cầu gắn chí sớm trưa, cầu mong bá tánh sớm ưa tu hành. Yeah. Hay là sớm khuya bá tánh cần chuyên nghe lời dạy bảo cảnh tiên dựa kề. Yeah. Còn đối với sư Minh Tuệ thì mình không có thấy là ngài phải dựa nơi một cái chùa am hay là một cái điểm tựa tam bảo nào. Yeah. Đó, để mà ngài cúng lại lễ bái tu hành hết á. Yeah. Thì mình thấy là ngài là tối ngày thì chỉ đi bộ hành. Yeah. Rồi xong rồi về thì lại ngồi thiền định. Yeah. Đâu có cúng lại ai đâu, phải không? Yeah. Nhưng mà trong cái cách mà ngài tu như vậy đó, để ngài ngài thực hiện được 13 hành đầu đà. Yeah. Và đặc biệt đó thì ngài thực hiện một cái công án rất là căn bản trong nhà Phật gọi là giới định tuệ. Yeah. Phải không? Vậy thì trong cái nhà thiền đó là người ta cũng dùng cái thiền quán của mình, mà nhất là người ta luôn nhớ tới cái chỗ là sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa tư tưởng, tìm cách đánh đổ tư tưởng xấu xa đem thay vào đó là những tư tưởng ôn hòa. Yeah. Đạo đức. Quan trọng là chuyển hóa được tham sân si của mình hay không. Yeah. Cho nên á, giữa cái pháp môn mà cái người tu thiền tông và cái người tu tông tịnh độ, đó là hai cái phương pháp. Nhưng nói chung ra giữa thiền và tịnh á, nó đều đi đến mục đích là làm cho con người ta được thanh tịnh tâm hồn. Yeah. À, cho nên Đức Thầy bên đây thì Thầy dạy mình đã tu theo cái pháp môn tịnh độ. Yeah. Ha, là cái phương pháp tu cầu. Yeah. À, để mình cầu nhờ tha lực. Mà Đức Thầy nói từ bi quay lực nhiệm sâu độ con thoát chốn u sầu trần ai, Nam Mô Thích Ca Như Lai Ta Bà Giáo Chủ xin ngài chứng minh. Yeah. Đó. Rồi thì bên kia thì ngài lại tu theo cái pháp môn thiền tông là thiền tông Phật Tích thở xưa kia non tiết rèn ra bát chánh kìa. Yeah. Phổ quá dân lành trong khắp chốn hoàn cầu bốn biển khắc dinh liên bia. Yeah. Thiền lâm á. Thiền lâm Phật Tích thở xưa kia xin đính. Yeah. Chính lại. Thì như vậy ngài tu theo cái pháp môn thiền tông á, thì lúc nào đó ngài cũng có một cái công án hay thổi đầu là khi mà ngài tu ngài nhiếp quá cái tư tưởng của mình lại như thế này nè. Làm sao để người ta quan trọng là cái giữ giới. Yeah. Quan trọng là cái giữ giới. Mà cái sự mong cầu của người ta là cái người tu thiền thì không có cái sự mong cầu. Thí dụ như bên đây mình mong muốn là mình được giảng sanh về thế giới cực lạc. Yeah. Thì bên kia đó ngài nói là ngài đi, nhưng mà đi đến chừng nào mà ngài không còn đi được nữa. Yeah. Tức là không có còn cái mục đích hướng tìm. Nó. Yeah. Không có mục đích, nó mới hòa vào bản thể nó rộng như hư không này nè. Còn mình đến cực lạc là mình đã có một nơi đến. Yeah. Em hiểu không? Yeah. Tức là mình có mục đích, mình mong cầu. Cho nên ở bên kia thì người ta là sao? Diệt tận định là không có sự mong cầu đó. Yeah. Đó, ta xả niệm thanh tịnh trong tứ thiền luôn. Đó thì không có cái điều gì mà nó ràng buộc. Nhưng mà mình nói là ngài không có lễ bái hay hoặc là ngài không thực hiện theo giáo điều sớm chiều thì cũng không phải. Yeah. Mà tại vì ngài đã giữ giới luật, tức là ngài đã noi theo được cái hạnh lành của Phật rồi đó. Ngài kính tin tam bảo cho nên ngài mới giữ giới luật, cũng giống như là Đức Phật còn trụ thế và hàng ngày ngài giữ giới luật trong tứ quy nghi mà không cho phạm đó, tức là lòng kính tin tam bảo hết mà. Yeah. Cái sự lễ bái ở bên ngoài đó người ta còn thấy có cái năng sở. Yeah. Tức là thấy Phật để mình lại. Yeah. À, và thấy có mình lại Phật gọi là năng sở. Yeah. Nhưng mà người ta bước khỏi cái năng sở đó rồi đó thì cái thể tánh chân như trong mỗi tâm thức của con người không còn có tham sân si nữa mà. Yeah. Lòng người ta thanh tịnh yên vui, đó là cái sự giải thoát. Yeah. Mà cái sự đó là gì? Là cái chánh niệm mà cái tư tưởng của người ta không có một cái sự mong cầu nào hết. Yeah. Đó, cho nên Đức Thầy cũng thường dạy là sự lễ bái không đủ cho ta tỏ ra một tín đồ chân thành của đạo Phật được. Tại sao vậy? Vì Đức Phật chẳng bao giờ ngỏ ý rằng các ngươi hãy lại thờ ta cho nhiều rồi ta sẽ độ giúp các người, mà trái lại ngài dạy rằng các người nên hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và phải tìm kiếm cái chân tánh của mình. Yeah. Đó. Cho nên do đó đó thì ngài tu bên cái pháp môn thiền tông á, tức là tông phái thiền tông á, thì. Yeah. Người ta cũng đảnh lễ Phật là khi nào mà thấy được á là pháp thân Phật. Yeah. À, tam thân của Phật thì. Yeah. Người ta cũng lễ bái, thấy không? Thấy. Yeah. Sư Minh Tuệ mà mấy đệ còn nhớ là khi người ta mà trong mưa ở một cái nơi mà
Thanh Hóa, ở thành phố Huế đó, nhớ không? Yeah. Thì có một cái gia đình Phật tử mà người ta chở cái tượng Phật trên cái chiếc xe đó, để còn nhớ không? Yeah. Thì khi mà Ngài đã thấy được cái tượng Phật rồi đó, yeah, thì Ngài cùng với Tăng Đoàn mày đảnh lễ. Đã đảnh lễ Phật như yeah vậy, thì Ngài có lại Phật. Nhưng yeah mà cái lại Phật của Ngài đó, cái chỗ là tướng lại Phật và tánh lại Phật. Yeah. Cái tướng lại Phật là mình thấy á, ở ngoài đó mình phải chấp thủ nghiêm trang, lại theo cách đứng hay lại quỳ. Yeah. Còn tánh Phật á, là khi mà người ta ngồi như vậy nè, mà cái tâm của người ta hướng tưởng đến Đức Phật, để người ta thành tâm đảnh lễ đó, thì tuy là thấy không có tướng lễ, nhưng trong tánh đã có lễ. À, cho nên Ngài thường khuyên mọi người đó, là hãy đảnh lễ Tam Bảo, hãy yeah giữ giới. Yeah. Đó, là không sát sanh, không tà dâm, yeah, không uống rượu bia. Yeah. Đó, thì như vậy đó, mình cố gắng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì trong đó có giới định tuệ nó yeah đủ hết, nó yeah sanh ra vô cùng phước đức. Thì bây giờ đó mình mới thấy được á, sư Minh Tuệ Ngài hành lễ á, không có phải như mình. Yeah. À, không có phải là đến để cái điểm tựa, tại vì Ngài thân hành đến đâu Ngài ngủ đó trong hạnh Đầu Đà. Yeah. Thì nơi nào là Tam Bảo, trong từ điển Phật học dịch á mấy đệ. Yeah. Thì Tam Bảo được chia ra 3 phần: tướng Tam Bảo và xuất thế gian Tam Bảo. Thế gian trụ trì Tam Bảo là chúng ta thấy nè, có tượng Phật nè, có kinh văn giáo điển, có chùa chiền, thì nhìn vào đó là chúng ta biết có đạo. Yeah. Nhưng khi mà xuất thế gian trụ trì Tam Bảo á, thì người ta không dựa vào nơi tượng Phật hay hoặc là chùa chiền kinh điển nữa. Yeah. Mà người ta trở về với cái tánh không của Phật. Tất yeah cả mọi hữu thể ở trên thế gian này đó, nó không phải là thật tướng, mà thật tướng đó là pháp thân thanh tịnh của Đức Phật. Thanh thanh thúy trúc tận thủy pháp thân. Thì nơi nào cũng có pháp thân Phật, nó rộng rãi bao la như càn khôn vũ trụ. Cho nên khi mà ta muốn đảnh lễ Phật đó, thì chỉ cần nhiếp tâm thanh tịnh, thì đó là người ta đảnh lễ về tánh lễ. Cho nên Đức Thầy mới nói là sự lại Phật vốn không thanh tịnh, đạo cảm giao khó tính không bàn. Yeah. Nay tôi ở trong đạo tràng cũng như kết chặt vào đoàn Ngọc Châu, 10 phương Phật hiện bầu hình ảnh, thì có bóng tôi cũng sánh các ngài. Yeah. Từ chân cho chí mặt mày cúi đầu đảnh lễ đề nguyện ngài quy y. À, cho nên là xuất thế gian, thế gian trụ trì Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và đồng thể Tam Bảo. Thì đồng thể Tam Bảo là ở đâu? Là mỗi người đều có cái Tam Bảo nơi tự tánh của mình. Tức yeah là Đức Lục Tổ Ngài dạy đó, khi mà con người mà quy y về Tam Bảo đó, thì Ngài dạy trong một cái bài kệ, không phải là lại ở bên ngoài. Yeah. Ngài phá chấp đi tất cả các hình tướng ở bên ngoài. Yeah. Đó, cho nên qua đây mình mới thấy là Đức Thầy cũng dạy mình đó, là hãy trở về với vô vi chánh đạo đó. Ngôi Tam Bảo hãy thờ trần đỏ, tạo làm chi những cốt với hình khùng, nó cho về rẽ làm chinh, theo Lục Tổ chứ theo Thần Tú. Yeah. Vậy thì ông Thần Tú tại sao mà chúng ta không theo? Tại vì ông Thần Tú ông tạo ra quá nhiều cái hình tướng. Đạo màu diệt khổ có từ lâu, Thần Tú ra đời lại góp thâu, chuông mỏ sấm kinh bèn cải sửa, xá phương truyền lưu lấp đạo màu. Ông làm một cái bài kệ chứng đạo đó, thì ông nói là Bồ Đề bổn vô thọ, thân thị Bồ Đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phát thức, vật sử nhá trần ai. Tức là ông nói thân này như cái Bồ Đề, tâm này như cái đài minh cảnh, giờ giờ mình phải cần quét sạch, chớ để nhiễm bụi trần. Yeah. Thì khi mà Đức Lục Tổ Huệ Năng, ông muốn làm được cái bài kệ để thấy thật tánh của mình đó, thì ông lại lần làm ngược lại, phá đi tất cả các tướng của Ngài Thần Tú. Yeah. Ngài nói là Bồ Đề bổn vô thọ. Yeah. Minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sự nhã trần ai. Có nghĩa là thân này không phải là Bồ Đề, tâm này cũng không phải là đài minh cảnh. Yeah. Đó, thì làm gì mà giờ giờ phải phủ sạch. Yeah. Nó tự nhiên vốn có vậy đó, thì đâu có vướng bụi trần. Yeah. Cho nên khi mà Đức Lục Tổ Ngài chứng đạo rồi, Ngài mới nói là nào về tánh mình vốn tự nhiên trong sạch, nào về tánh mình thanh tịnh, nào về tánh mình có muôn pháp, nào về tánh mình biết đầy đủ muôn pháp. Yeah. Cho nên Ngài mới dạy mình đó, quy y Tam Bảo, đồng thể Tam Bảo nơi thân, là phải giác ngộ học theo hạnh Phật, bằng muội mê xúc vật trần gian. Yeah. Được vẻ vui thiệt nẻo thiên đàng, chát phiền não là hàng địa ngục. Yeah. À, làm chân chánh ấy là pháp dạy, theo bàn môn nẻo ấy là tà, chánh yeah pháp truyền thật quá cao xa, lòng chánh trơn mới gọi là tăng. À, lòng thanh tịnh mới hàng tu niệm, còn mê muội chưa tường lý nhiệm, phải yeah lóng sạch lòng để thúc liễm tu hành. Cho nên quan trọng là Ngài giữ giới, giới sanh định, định mới sanh huệ. Yeah. Đó, thì sư Minh Tuệ là Ngài tu là
cái hạnh của Ngài nó vượt hơn mình một bậc. Cho nên đó là Ngài đi tới đâu đó Ngài cũng thấy là cái thể tánh Tam Bảo ở nơi đó, mà Ngài cũng sao rất là tinh chuyên, phải không, giữ gìn được cái chánh niệm của mình. Đó, giữ gìn cái chánh niệm, thậm chí là cái giấc ngủ của Ngài, mà khi nằm ngủ đó Ngài cũng đâu có nằm mà Ngài phải ngồi. Thì mình mới thấy được cái sức tinh tấn của Ngài, nỗ lực tu hành của Ngài, và nhất là cái mà Ngài giữ giới tinh chuyên, mà cái cây cỏ Ngài không làm tẩm tổn thương nữa. Thì mình mới biết là đó Ngài không lại, nhưng mà ở nơi đó đó là Ngài lại từ trong cái tâm chân thật của mình, lễ kính hết lòng suốt một cuộc đời đó, luôn lúc nào cũng hướng về với Đức Phật, một niệm chân thành như vậy đó, thì bây giờ Ngài mới có kết quả đó. Cho nên đó là chỗ này Đức Thầy mới nói nè, khi mà con người ta thực hiện cái pháp thiền mà đến cái chỗ mà Như Lai tối thượng nhất thừa thiền đó ha, những cái bậc mà chứng ngộ đạo quả mà đi đến cái đỉnh cao của giải thoát rồi đó, thì Đức Thầy nói tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau, chí hiền tâm đức chùi lao ra công lộc, kỹ thì thao ra vàng. Cái người tu thiền lại ngồi như vậy đó là người ta trở về với đồng thể Tam Bảo của người ta, tự quy y pháp, tự quy y Phật, tự quy y tăng nơi lòng Phật tại tâm, chứ có đâu sao mà tìm kiếm ở trên non núi. Thấy không, mình á thì theo mình cầu mong ông Phật ở ngoài á đem nải chuối mà giái tam tông giống mạng. Còn cái người mà người ta trở lại với nội tâm mà thấy được Phật tâm của người ta rồi, không có vậy. Không có một cái sự mong cầu nào hết. Nếu mà mong cầu đó là gì? Còn cái ý niệm là gì? Thị phi phải trái, phải không? Còn chánh tà chơn ngụy. Cho nên do đó đó mà Ngài thực thi cái chỗ này nè: tà đến phiền não quấy, chánh đến não phiền tan, chánh tà đều chẳng dụng, mới thanh tịnh chứng niết bàn. Đó, cái pháp tu của Ngài là vậy. Hãy trừ lòng tưởng quấy, phiền não phá tiêu tan, ghét yêu đừng để dạ, duỗi cẳng nghĩ thanh nhàn. Đó, cho nên mình không có thấy Ngài lại, chứ thật thật là Ngài là thực hiện được cái tánh lễ. Tánh lễ là từ ở bên trong tâm thức của mỗi con người. Đó, khi mà phá trừ được vô minh đó, trở về với lại cái thật tướng của mình là chân tâm diệu minh. Thấy không, cái phương pháp mà Đức Thầy dạy mình đó là mình lại Phật ở bên ngoài để chi? Đánh thức được ông Phật ở bên trong. Cái lại Phật nó có bốn điều sẵn đây mình mới nói luôn. Cái đề này là một cái đề mà nó rất là nhạy cảm luôn á. Huynh nói thiệt luôn á, đúng ra là huynh sẽ không có một cái cái trình độ mà giải đến cái chỗ này đâu, nhưng mà vì thương anh em mình á, mong tất cả cô bác anh chị em khi nghe qua cái đề này nó phải có một cái sự đồng cảm đặc biệt ha. Chứ nếu không là chúng tôi phải bị quý vị chỉ trích nhiều lắm. Là khi tu ai cũng thấy mình phải lại Phật để làm chi? Để mình mới có đủ cái phúc đức à. Tại vì người ta thường nói câu là lễ Phật giả thì cảm Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật chi tâm, tọa thiền giả đặng Phật chi cảnh. Mà tại sao mà con Phật mà không lại Phật làm sao à? Thì cái này là cái mà tôi đang bị kẹt. Nhưng mà khi mà nghĩ đến cái chỗ mà người ta mà trở về với thể tánh Phật của người ta rồi đó, không thấy người ta lại ở bên ngoài, nhưng mà trong tâm thức của người ta lại. Cũng giống như là Đức Lục Tổ Ngài thường hay dạy về cái pháp mà vô vi chân truyền đó, thì không thấy lễ Phật, nhưng mà đó là lễ Phật chân tình. Là khi người ta giữ giới rất là nghiêm mật. Thì chỗ này đó để biết không, lại Phật có bốn cái nguyên nhân mà chúng ta lại Phật. Một là chúng ta cảm ơn đến cái ân đức của Ngài là suốt cuộc đời hy sinh đó, hy sinh hạnh phúc của Ngài để Ngài đi tìm được cái đạo, ánh đạo vàng đó mà ban bố khắp trần thế. Cái thứ hai là Ngài có bốn đức từ bi hỷ xả, cho nên mình mới kính lại Đức Phật. Cái thứ ba là mình mới sám hối những cái tội chướng của mình đã gây trong nhiều kiếp. Thấy không, hồi đó mình không có kính tin Tam Bảo, bất kính với Tam Bảo, cho nên mình mới bị luân hồi sanh tử nè. Bây giờ gặp được Tam Bảo rồi đó, thì mình muốn chuộc lại cái lỗi lầm của mình khi xưa không có kính tin Tam Bảo, bây giờ lại Phật để thể hiện được cái đức tin của mình đối với Tam Bảo. Cái thứ ba nữa đó là vì mình lại bốn ăn dày. Bốn ăn dày đó là gì? Khi sanh ra cõi đời này chúng ta phải thọ ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân Tam Bảo và ân đồng bào nhân loại. Cho nên bốn cái lý do đó đó mà mình mới lại Phật. Thì các ngài tu hành đó, thì ngài dốc lòng là ngài tu diệt được tất cả tham sân si phiền não, để rồi ngài chứng đạo đền đáp được cái bốn cái ân đó. Cho nên trở về vô vi chánh đạo, đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Nhưng mà cái không đó nếu mà mình chấp không đó, thì mình lạc vào trong chỗ là trầm không thủ tịch đó, thì nó là vô tri. Cho nên đó, cái không của chư Phật đó nó bao trùm tất cả vạn pháp, nó giống như hư không. Cho nên ở chỗ này là Sư Minh Tuệ Ngài cũng giảng luôn nè, nghe mấy đệ. Ngài nói có một cái chỗ mà vô thường,
người ta hỏi ngài ơi, ngài ơi, tại sao là nó lại vô thường? Thì ngài nói có vô thường và không vô thường. Cái câu này tôi nói thiệt hen, tôi phục ngài vô cùng. Cái sự mà thấy của sư Minh Tuệ nó tinh tuế từ chút từ chút. Dạ. Yeah. Thường thì mình nói vô thường không? Tất cả mọi người anh em khi hợp lại rồi mình đều nhắc vô thường không à? Cái gì cũng vô thường, thân này vô thường, cảnh vô thường, phải không? Dạ. Yeah. Rồi tâm vô thường, phải không? À rồi thân vô thường, đó thường hay mình nhắc vô thường để làm chi? Đặng mình biết tất cả đều là giả dối, cho nên mình tu tìm lại cái chân thường. Nhưng mà ngài nói là trong cái vô thường đó còn có cái không vô thường. Đố mấy đệ biết cái không vô thường đó ở đâu? Khó lắm. Yeah. Nếu ngài mà không giải thích là tôi cũng không biết luôn. Nhưng mà vô tình bữa đó mà tôi gặp ngài, tôi nghe ngài giải thích rồi tôi phục ngài liền. Tôi rơi nước mắt liền. Tôi không ngờ ngài có một cái sự tinh tế, ngài nhìn nó sâu sắc vô cùng. Ngài nói không vô thường là cái bộ hư vô này không có hình tướng, cho nên á đâu có cái gì làm nó hư hoại đâu mà vô thường. Phải không? Vô thường là những sự biến đổi, còn hư không này nó có cái gì để nó biến đổi. Yeah.